Xin chào cả nhà có khỏe không? Mình cũng vẫn khỏe bình thường. Giờ mình ăn cơm trưa, mời cả nhà ăn cùng với mình cho vui. Đây đồ ăn của mình bữa nay ăn đơn giản thôi. Mình già cá rồi, ăn bữa thay bữa cả nhà. Cho mình cũng cách ăn mà cái kiểu mâm cao cổ đầy, mình ở nhà quê mà có tiền á thì mình ăn nó đỡ đỡ hơn chút, mà không có tiền thì mình ăn là đơn sơ mà đầy ý nghĩa. Giờ ở Việt Nam mà mình vừa ăn miếng ngon chút. Đây cả nhà, đây là bông bí xào. Nghe ngon. Mấy anh xào đây nặng chưa? Chưa nặng gì đâu. Không có thấy nặng. Chưa. Mình ở nhà vừa gặp gì anh nói, bữa cũng xong, mắm mà cha mắm không cũng xong. Mắm cái cũng xong, mắm nước cũng xong. Mình cơm á là mình chỉ ăn, mà mình ăn đặt giặt giá như giá rồi thì coi thì cấu rồi ăn xương sau còn. Hôm nay giờ mình hậu ở con mình nhất ấy thì còn cái cây cả đổ ăn hết bỏ lên bỏ xuống bò treo rồi, nói chung là tóc tóc tăng giờ cỡ cũng có hết được ở bên Đức. Mà ăn rất là ngon, rất là nhiều mà ăn không được. Ăn xong rồi cả nhà, bây giờ là mình ăn đậu phộng, mời cả nhà ăn đậu phộng với mình. Năm đục hàng 2 ký là cả nhà. Đây nó già, đây nó già, nó già gồ già không, ngon lắm. Xin chào cả nhà, bây giờ thì cháu thành cháu đứa ở bên vườn nhà nó đem về cho cả nhà mình cùng chuối để cả nhà xem nè, cùng chuối nhất hạn tràn viên nè, nó đây một cùng chuối đây đây, còn nữa còn nhiều lắm cả nhà. Cả nhà cùng xem đây, mình đem bó cái đây đã. Đây cả nhà, đây cái nấu ở bên vừa nhà nó đem là giờ gửi cho cả nhà mình ăn cùng xem. Đây là cá sầu riêng, là cá riêng sầu. Đấy, cả nhà cùng xem rồi. Đây nếu mình nhà nó mà lấy dao chặt khui luôn rồi chín cái gì con? Gạo trời ơi bà má, cái gì sao mà giữ thằng cho gì mà gạo rồi giữ thằng tàu ơi. Thấy cả nhà còn như là bên bà thui có con thứ ba là yêu thương mình cho nên cho gạo, cho sầu riêng, cho túi tàu. Đây cả nhà, đây là cháu rỡ, đây là cháu rỡ, đây là con rỡ, đây bắp chuối đây, cả nhà cùng xem bắp chuối đây. Đây là bắp chuối cả nhà. Còn đây là hai một năng quá đại sư con, cả nhà cùng xem này. Đây là của bà chuối gói cho bà chuối đây, mà mình là được hương sái cho luôn. Còn đây gạo là dưa gan thu đồ kiếm. Gạo lúa mới thơm quá. Gạo mới à. Thử coi thơm lắm. Gạo lúa mới. Đâu. Gạo nhà mình làm. Ồ, gạo gì mà mình hứa mà muốn ăn liền cả nhà. Đấy, hộp gạo gì mà đã đâu. Gạo thơm mà lúa, hộp nhỏ mà ngon hả chứ. Đây là trái sầu riêng. Sầu thái ạ. Sầu riêng. Sầu thái. Sầu đây là sầu thái. Thái. Còn đây là thu đủ, đây là dưa gan, đây là măng, còn đây là bắp chuối cả nhà, còn đây là chuối đang chín coi cả nhà. Mình bao giờ mình cũng chế sầu riêng, mình cũng sầu riêng còn đây là mình tập chế đây cả nhà. 1, 2, 3 chưa chín chưa trước.
chín thơm lận rồi má. Nó nào? Rồi chặt cái đâu rồi trước xong rồi lấy cái cán dao á khui theo cái đây không? Trời ơi, đâu có biết nhỏ. Đau chưa? Ôi đồ, dai quá dai rồi. À đây nhậu là được chứ mà. Dạ, sao uống là xong rồi nó có cái đường này quà, nó có tách này, quà tách ra, đây. Gì vậy? Ngõ nào đây? Mình ăn này được mà không biết ngõ nào mà cả nhà. Đây nó có cái đây không đường ngõ nào? Đường ngõ này. Ngoài cái găng này, găng theo cái găng này. Găng này. Chặt đít cho sao đưa cái quà chặt mình làm. Khó khăn quá cả nhà. Ô tù cà xá đâu cái ui dồi đưa quậy ăn cơm miếng rồi mời cả nhà cùng ăn thôi giờ mình ăn trước mặn nghe còn ngọt quá rồi ngon cả nhà còn kéo sau nông trường sau nông trường sau gì sau nông thái sau thái rồi sau này là một lễ rồi. Để mình tách ra rồi mời cả nhà cùng ăn. Lấy bỏ ra kia đi rồi. Lấy bỏ ra đây đi. Đó là chào tí thì cũng. Cái muối nữa. Giờ mình không biết mà làm theo không biết cả nhà. Đó. Còn cả má con. Còn cái cua nữa. Ngọt gì ta? Ngọt lắm. Ngọt hơn. Má ngọt liền luôn. Đây, cái ngọt béo luôn. Khoai, ba. Ồ, mình cũng hơi mạnh đó chứ, da mà cũng mạnh đó chứ. Gì tay chân nó lèo khèo vào cả nhà ơi. Ăn này con. Đây cả nhà. Muối đen. Đem thâu cái tay mình cũng nãy giờ cũng rửa còn sạch sẽ cả nhà đây bóc. Cho cả nhà cùng xem. Mời cả nhà cùng ăn sầu riêng với mình đây, với bà già đây. Đây là mắc được, bà già mắc được chứ nếu mà chưa chín là bà già mắc được cả nhà. Rồi còn mang đồ kia, mai mới làm con giật tấu không? Đợi con giật đi. Con giật thơm, con này bà thịt chết, già cái gặp đâu ăn đó. Xong chui.